Hello, mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về game Hungry Shark, con cá mập Moby Dick này. Con cá mập trắng, con cá voi chứ. Con cá voi trắng rất là dễ thương. Đây, mình sẽ cho nó một đứa con, cho nó đẻ một đứa con đi. Đứa con rất là giống mẹ luôn. Đây, mình sẽ trang bị đồ cho nó. Mình cho nó một... Đây rồi, cái đồ trực ba tim để cho nó leo lên trên bờ biển nè, cho nó ăn thịt đi đó, cho nó mua đồ ăn cho nó ăn rồi. Mở cái bản đồ cho mình biết đường mình mò đi. Mình cho nó cái mũ đi, cái vương miện đi đó, cá màu trắng rồi đổi thêm cái vương miện màu vàng nhìn rất là sáng luôn. Đây, mình gắn cho nó hai cái quà tiễn này cho nó bay lên mặt trăng nè. Thêm một cái dòng ở cổ, cái dòng này có tác dụng là hút những con cá khác lại. Đây, hai cái quà tiễn, gắn hai cái quà tiễn cho nó bay lên tới mây luôn. Giác thêm một con cá lửa, gọi là con cá nhâm thạch á. Con cá này rất là ngầu. Hết rồi, trang bị vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi chiến đấu, chiến đấu với biển đông này. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Mình ngày nào cũng làm video hết nên rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn đừng quên nhấn nút share video cho mọi người nha. Đó là sự ủng hộ của các bạn dành cho mình á, để mình có thể làm thêm nhiều video mỗi ngày hơn nữa. Đây, các bạn thấy con cá mập này rất là mạnh không? Chú cá mập này là chú cá mập cuối của game Hungry Shark. Tất cả những con cá ở trong cái game này đó, con cá nào cũng hơi sợ nó hết đó. Các bạn thấy cái dòng hút không? Nó hút tất cả những con cá khác vô cái miệng đó. Ui, chiếc tàu đó, phá một cái, một là chiếc tàu của anh liền. Đây, có chiếc tàu nè. Con cá này dễ lên chiếc tàu. Chiếc tàu trước con cá này không vừa luôn á. Nè, con ăn cái bơm nè đó. Các bạn thấy nó ngầu ghê chưa? Bơm con đó. Ôi, con cá nó cắn mình kìa. Nó lại nó cắn mình là mình cạp nó một cái nó chết queo rồi. Cá mập kìa. Người nhái nè. Chiêu, mình lên một cây chơi xíu đây. Tướng tiền. Banh. Ui, còn chiếc tàu thăng này đó. Mình sẽ hạ chiếc tàu thăng cho các bạn xem nè. Dạ. Các bạn thấy chứ, chú cá voi này mạnh chưa? Tiếng tiền giờ cho nó lên cao lên nè. Ôi, có chiếc máy bay nữa kìa. Chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi chú cá voi trắng khổng lồ. Tiếng tiền. Ơi, mình mới thấy có cái con cá gì đó nó bự. Hay rồi, cá mập robot đã bị mình tiêu diệt. Không có gì có thể cản trở được chú cá mập này ở vô cá voi trắng này chứ. Ôi, con tàu ngầm kìa, các bạn thấy không? Mình sẽ cho chú cá này bơi vòng vòng con tàu ngầm nè. Rồi, mình bây giờ mình gõ con tàu ngầm một cái cho các bạn xem nè. Một cái một nó sẽ banh. Dạ. Được rồi, con tàu ngầm, là biểu coi. Ở đây tao biểu, tao gõ một cái coi. Ui dạ, con tàu ngầm này nó lì quá. Phá nè. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Ơi, cái bơm bự này các bạn coi, mình phá cái bơm bự nè. Nó đâu có nổ được, nó đâu có nổ được đâu. Đó, các bạn thấy con cá con bơi theo mình rất là dễ thương không nè. Còn những con cá xung quanh mình á, nó ăn được cái gì thì mình sẽ được thêm năng lượng. Tiếng tiền. Lên mặt trăng chơi nào. Ơi, đã quá cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ phá chiếc tàu đây. Ui, mới đụng nhẹ chiếc tàu đã banh rồi. Đây, bây giờ mình lên bờ đây. Tiếng tiền. Người đâu rồi, cho tôi cạp cái coi. Cạp. Đó, các bạn thấy cái dòng đeo cổ lợi hại không? Nó hút tất cả các con cá khác vô miệng luôn á. Tiếng tiền.
Ồ, nhân 90 luôn kìa. Con cá. Ôi nhiều cá quá. Nhiều cá quá cả nhà ơi. Nhiều cá vàng quá. Xong rồi. Ôi bên mình trời mưa to quá. Mình quay video không biết các bạn có nghe được cái tiếng mưa không, chứ mình ở đây mình nghe tiếng trời mưa rất là rõ luôn á. Đây. Mình mới ăn được thùng đồ 60.000. Người nhái nè. Ôi cái thùng nhốt con người kìa. Ôi mình mới ăn chú cá, cá sấu. Chú cá cực kỳ xấu luôn. Đây cái thùng mình phá nó rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ gõ một cái nhẹ là cái thùng bị bể. Ôi đó, những con cá vàng nhỏ xíu quá chừng luôn. Mình sẽ cho những cái con cá con của mình ăn thịt những con cá nhỏ này. Tên 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 tên. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm chú quái vật biển. Ở đây có một chú quái vật biển là quái vật cua. Ui mình phá được một chiếc tàu bự nữa rồi. Bây giờ mình sẽ ghé qua thăm cái chú đó. Tên 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 tên. Ẩm. Ui các bạn thấy mình di chuyển nhanh không? À, nhờ quả tên lửa đó. Cái quả tên lửa mình gắn hai bên hông của mình nè. Bây giờ mình phải phá con tàu ngầm đáng ghét này, nó quánh mình hoài. Xong rồi. Tăng 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 tăng. Ui cá nhiều quá. Cạp cạp cạp. Mình cạp hết luôn nè. Cá nhiều quá. Vậy ra để mình xem đường để đi qua nhà chú quái vật cua coi nào. Đây gần tới rồi. Lên. Mãi lên đây lên trên kia. Do mình di chuyển nhanh quá nên mình không có nhìn đường trước được. Ui con người cởi cá mập kìa. Dám cởi cá mập hả? Mình ăn vừa con người vừa cá mập luôn. Ui mình phá hoại ghê quá. Rồi bây giờ mình sẽ chui vô nhà chú quái vật cua. Quái vật cua ơi, quái vật cua à. Mình tới đây. Đây rồi cái cửa. Mình sẽ chui vô mình quậy chú quái vật cua này. À quái vật cua đây rồi. Mình sẽ gõ chú quái vật cua này. Cốc cốc cốc. Chú quái vật cua này lì lắm. Này chóc nè. Mình sẽ quậy chú quái vật cua này. Đó, chú quái vật cua này đâu làm gì được mình đâu. Thì mình bất tử mà. Đó. Các bạn thấy quái vật cua quýnh không? À, nó đưa cái càng ra, nó quơ quơ mình. À, nó đưa cái càng của nó ra, nó quơ quơ mình biết à. Mình đâu có sợ nó đâu. Nè, ăn tôi đi. Quái vật cua thấy ghét. À, mình đi thăm nó đây. Mình đang chờ cơ hội để giết chú quái vật cua này. Khi mà trên đầu của chú quái vật cua này xuất hiện những cái mà chấm liên tục đổi qua màu xanh màu vàng á, là mình quánh chú quái vật cua này mới chết được. Còn bây giờ thì chú quái vật cua này mình quánh không có thấm. Đó là cách mà các bạn có thể giết được quái vật cua. Này bạn cứ gần đi theo nó. Mình đi theo chú quái vật cua này. Thấy ghét gõ nó mấy cái chơi mà đâu có thấm nó đâu. Các bạn chờ nè. Trên đầu của nó có cái mà trắng trắng á. Nó sẽ biến thành màu vàng với màu xanh. Thì đó các bạn quánh nó mới được. Đó các bạn thấy chưa. Nó hiện cái nút màu vàng với màu xanh á. Nó hiện cái chút xíu à. Các bạn thấy nhanh tay bạn gõ xuống vậy nè. Đó là nó sẽ bị chết. À, giờ mình canh mình ngồi mình canh thôi. Đây là đó là quái vật mà món ăn nó đâu phải dễ. Quái vật cua ơi, quái vật cua hãy xem ta giết co mi đây. Chóc chóc. À, các bạn thấy chưa,
quái vật này rất là lì luôn á. Chỉ khi nào nó chuyển qua cái màu màu vàng với màu xanh, màu vàng với màu xanh là mới quánh nó được thôi. Ten 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 ten. Nó đi dạo phố nên ăn mấy con cá con như này xíu. Ten 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 ten. Nó không làm được gì mình hết. Đó, nó cứ chạy miết vậy đó. Các bạn thấy hay cái càng của nó bự ghê chưa? Tên 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 tên. À, lâu quá. Lâu lắm nó mới chịu đổi qua màu xanh. Bởi vậy giết chú quái vật này rất là khó khăn luôn. Đây rồi, đó, các bạn thấy chưa? Mình đã gõ được một, nó chuyển qua màu đỏ rồi kìa. Nó chuyển qua màu đỏ rồi. Đó, các bạn phải gõ nó. Gõ nó liên tục luôn, nó mới chịu chết, nó lì lắm. Banh rồi. Các bạn thấy chưa? Chỉ có cái cơ hội đó là khi mà cái nút trên đầu của con quái vật nó chuyển qua màu, chuyển qua màu xanh với màu vàng á, là các bạn quánh nó mới được thôi. Còn như bình thường là các bạn quánh nó sẽ không có chết được. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển mình quậy xíu đây. Tăng 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 tăng. Chuyển nào. Tên 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 tên. Cặp cặp. Phá chiếc tàu nè, chiếc tàu rất là bự luôn. Ui, các bạn thấy mình di chuyển nhanh ghê chưa? Banh. Mới phá hủy một chiếc tàu ngầm rất là khổng lồ. Lên mặt trăng dạo phố nè. Coi ở trên này có cái gì. Ui, con cá mập nó cắn mình kìa. Nó cứ chạy theo nó cắn mình hoài luôn á. Rồi nó cũng chết queo luôn rồi. Lấy những ngôi sao nè. Đó, ngôi sao là 6.000, 9.000. Banh chiếc máy bay. Mình cứ ở trên mặt trăng chơi miết luôn. Ui, con cá kìa. Mình mới thấy cái con cá mập. Để mình đi chi tìm nó coi. Cá mập màu trăng. Nó mất tiêu rồi. Chi tìm cá mập màu trăng rồi. Cá mập màu trăng nó mất tiêu rồi. Tìm tìm tìm. Ôi kìa kìa kìa, mới thấy mới thấy. Cá mập robot nè. Mình đã hạ sát được con cá mập đó rồi. Nữa. Có một con nữa kìa. Có một con nữa kìa. Ôi ôi ôi. Mình lọt xuống nước rồi. Lên kiếm nó mới được. Mới thấy chú. Đây rồi. Được 300.000 điểm. Đâu rồi, đâu rồi. Mới thấy con quái vật. Đây rồi. Đó, các bạn thấy con cá sấu không? Con cá sấu mặt sệ nè. Sấu mà còn mặt sệ mà còn sấu nữa. Rồi, mình đã ăn thịt nó luôn rồi. Rồi, con cá mập kìa. Nè nè, coi con cá mập nè. Đó, các bạn thấy con cá mập bự ghê chưa? Đó, đây con cá sấu mặt quỷ. Các bạn thấy con cá sấu mặt quỷ chưa? Đó, cá sấu mặt quỷ bị mình cặp cá chết queo rồi. Đó, các bạn thấy cái vòng đeo ở cổ của nó lợi hại ghê chưa? Lại hút mọi thứ luôn á. Bạn chơi game này nhớ là mua cái vòng này nha. Để cho mình ăn được nhiều con cá cho mình sẽ không bao giờ chết được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới mỗi ngày. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên nhấn nút share để chia sẻ video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.